Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái video đầu trong cái series gọi là học quay cơ bản dành cho người mới bắt đầu của mình. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu học quay video cơ bản trực tiếp tại Hà Nội thì các bạn có thể đăng ký thông qua link website ở ngay dưới phần mô tả trên video này của mình để các bạn có thể tham gia những lớp học mở hàng tháng của mình. À, còn bây giờ không nói nhiều nữa chúng ta sẽ vào luôn nội dung của video này thì đây là video đầu tiên của cái series này nên là chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với việc là quay với máy ảnh như thế nào và cần những điều ý gì thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần tìm hiểu xem là chúng ta nên quay với cái chế độ nào trên máy ảnh à, chúng ta thông thường thì trên máy ảnh chúng ta sẽ có rất là nhiều các loại chế độ khác nhau nhưng đối với quay video thì chúng ta nên lựa chọn chế độ là chế độ M chế độ được tùy chỉnh tất cả các thông số không nên sử dụng các cái chế độ tự động hay là ưu tiên các thông số tốc độ hay là khẩu độ trong quá trình quay bởi nó sẽ khiến xảy ra cái tình trạng là tranh lệch sáng liên tục tức là chẳng hạn chúng ta như thế thì ánh sáng thay đổi chẳng hạn nguồn sáng nó giảm đi hay nó tăng lên thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng là cái video chúng ta quay nó liên tục bị thay đổi ánh sáng và như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái công việc hậu kỳ mặt khác thì cái việc sử dụng chế độ M chúng ta sẽ kiểm soát tốt hơn cái trường nét với những yếu tố khác liên quan trong quá trình quay cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta tiến hành bắt đầu chuẩn bị quay video đó là chúng ta cần quan tâm xem là chúng ta nên chọn chuẩn gì để tiến hành quay video thì thông thường hiện nay cái chuẩn phổ biến nhất đó là chuẩn Full HD 1920 x 080 và chúng ta nên chọn cái frame rate vào khoảng 50 hoặc là 60 frame tùy theo chuẩn đó là PAN hay NTSC thì tại sao lại chọn 60, 50 mà không chọn 24 hoặc 30 bởi đơn giản thực ra thì về một góc độ kỹ thuật thì mình không nói sâu nhưng chỉ đơn giản như này ở trong thực tế ấy, đó là việc chúng ta quay 50 hay 60 nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc hậu kỳ chẳng hạn các bạn muốn quay 60 về các bạn muốn làm video các bạn nó slow motion và để cho nó trở nên mượt hơn thì đương nhiên chúng ta phải quay ở frame cao và frame cao về chúng ta sẽ hậu kỳ ở frame thấp 60 dựng 30 chẳng hạn thì các bạn ít nhất đã giảm tốc được một nửa rồi và đương nhiên nó sẽ làm cho chúng ta có những cái hình ảnh nó trở nên mượt mà hơn trong quá trình chúng ta uh, ra cái sản phẩm của mình cho người xem cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần quan tâm ở đây nữa đó là chúng ta nên lựa chọn cái tốc độ như thế nào khi quay video rất nhiều bạn đặt câu hỏi này đối với mình uh, thông qua fanpage hay là thông qua inbox cá nhân thì uh, đối với quay video ấy thì nó hơi khác so với chúng ta chụp những ảnh một chút với quay video thì thông thường các bạn sẽ xác định cái tốc độ thấp nhất các bạn có thể để ở trên máy ảnh của các bạn đó là tương ứng với cái frame rate của cái chuẩn video mà các bạn đã chọn ở cái lưu ý phía trước của mình tức là chẳng hạn các bạn để full HD Uh, 60 frame thì cái tốc độ tối thiểu các bạn phải đặt ở trên màn của các bạn đương nhiên là phải 1 trên 60 rồi nếu như các bạn để tốc độ nó quá thấp thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng gọi là nhòe mờ khi các bạn tiến hành lia hay là sử dụng máy nó nhanh một chút thì các bạn sẽ bị hiện tượng đấy nên là chúng ta nên để tối thiểu là bằng cái frame rate của cái chuẩn mà chúng ta chọn còn đâu thì đương nhiên các bạn có thể tăng lên tăng nhanh lên thoải mái không vấn đề gì cả trong quá trình quay yếu tố thứ tư đó là chúng ta sẽ nên chọn chế độ cân bằng trắng gì à, cân bằng trắng hay chúng ta vẫn gọi nó là white balance thì thông thường mặc định ở trên máy ảnh của chúng ta hay là các thiết bị quay chúng ta sẽ có cái chế độ này là chế độ auto thì uh, theo lời khuyên của mình thì nếu như các bạn mới làm quen ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể, thể chế độ cân bằng trắng này một cách tự động để máy hoàn toàn tự động xét cho các bạn tức là nó sẽ có cái ký hiệu là AWB còn nếu như những bạn nào muốn tùy chỉnh sâu hơn hay là muốn có những cái cân bằng trắng chuẩn hơn thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ xét ở trên cái máy ảnh của các bạn và các bạn có thể sử dụng những cái công cụ hay thiết bị phụ trợ để cân bằng trắng để có cái màu trắng ở trong video tốt hơn hoặc không các bạn có thể lựa chọn một số các loại thông số k cơ bản như là 5600k hay là 4200k vân vân và vân vân để các bạn có thể lựa chọn một cái chế độ cân bằng trắng phù hợp cho cái việc quay video. Kiểu thứ năm là khẩu độ. À, vậy thì chúng ta nên chọn khẩu độ như thế nào để quay video? thì theo lời khuyên của mình thì chúng ta không nên để cái khẩu độ thật lớn và quá lớn trong quá trình quay video. Bởi vì nó nó sẽ dẫn đến hiện tượng là khi chúng ta di chuyển hay là chúng ta quay đối tượng nó rất dễ dẫn đến tình trạng của chúng ta thường được gặp đó là cái tình trạng nó bị áo nét. thì cái khẩu độ trung bình và khẩu độ thương được sử dụng nhất trong cái việc phụ quay video hiện nay nó thông thường là khẩu 4 đến khẩu 5.6. Đây là cái khẩu rất là được ưa chuộng trong cái quá trình ra phụ quay video vì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái mức à, vùng nét được gọi là an toàn trong quá trình quay kể cả di chuyển hay là hơi các thứ một chút thì nó cái trường nét của nó vẫn tương đối là ổn. Và cái cuối cùng mà ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người đó là vấn đề âm thanh. Thì thông thường ý, đối với âm thanh ở trong quay video thì chúng ta sẽ nghĩ là cứ ờ ừ, cứ lắp mic lên máy xong rồi chúng ta bấm đây kệ nó thế là xong thực chất thì đối với trên máy ảnh bất cứ cái dòng máy ảnh nào cũng vậy thôi thì khi các bạn lắp mic lên thì các bạn cần phải tinh chỉnh lại cái cường độ mic ở trong máy ảnh thông thường mặc định chẳng hạn như ở đây là mình sử dụng máy ảnh sony thì nó sẽ để mặc định cái cường độ âm thanh đi vào máy là 20 thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là âm thanh của chúng ta khi quay vào nó rất rất, rất là to to kinh khủng luôn bởi vậy là nó sẽ vỡ tiếng nên là thông thường thì chúng ta nên xét cái mức độ âm thanh ở trong cái máy ảnh của chúng ta đầu vào nên vào khoảng tầm 5 đến 10 tốt nhất là các bạn nên xét dưới 10 để đảm bảo được cái mức âm thanh của chúng ta nó không bị quá lớn ở trong quá trình quay hay gọi là hiện tượng vỡ tiếng. Thì đấy là những cái yếu tố cơ bản nhất mà các bạn cần biết và cần nắm được khi các bạn quyết định đến với lĩnh vực quay video và cụ thể hơn ở đây là chúng ta sử dụng máy ảnh để quay video. Thì nếu các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc gì về vấn đề gọi là setup hay là những cái thông số gì đấy về quay video thì các bạn có thể comment ở ngay dưới video này thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video khai giải đáp khác cho các bạn còn nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like nhấn subscribe những biểu tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau